Chị ơi. Hả? Ở đây có cần người phụ quán rồi bưng bê không ạ? Hả? Dạ. Nói gì? Bảo kê hả? Trời đất ơi, cậu nhìn coi, có quán tụi bác ế gì bảo kê, gì bảo kê. Không, tôi hỏi là có cần người bưng bê không? Làm ơn đi chỗ khác giùm tôi một cái đi. Đang lu bu bực bội hả? Mở cửa coi. Mở cửa. Trời ơi, cô định trốn nợ hay gì? Bay đi á, sống sao coi cho được. Gì mà kỳ nào cũng thiếu tao, kỳ nào cũng thiếu. Thằng Bình đâu? Bình đâu rồi? Dạ, chồng con đi làm từ sớm rồi. Đi làm từ sớm hay nó né mặt tao vậy hả? Thương hai vợ chồng mày có con nhỏ, cho bay ở đây tới giờ mà không có biết điều gì hết trơn. Hẹn hoài. Qua hè nụ còn thua nét môi làng, tóc mây như người. Ai đem non biếc mây xanh thành đôi mi, màu tà dương ấn trên môi hồng. Hơi gió lạnh vào cũng như giấc mơ, hồn thoáng rung lạnh lùng. Yêu ai sao cứ ngại ngùng lòng bâng khuâng, đều cùng son biết bao chung tình. Má đang rầu chết mẹ, nghe em nội này hát muốn đi tự tử à? Ý mà sao? Hồ sơ của anh lại không đạt yêu cầu cái gì? Thì yêu cầu của mấy người là cái gì mà tôi không đạt hả? Xong nói thẳng mẹ ra là tôi mới ra tù về nên không dám nhận. Mày đặt không đặt yêu cầu, đạo đức giả. Trời ơi, làm hết hồn à. Cái thái độ này mà nhận vô chắc phá banh cái da ra của tôi luôn quá. Bởi vì ta nói hả, mấy cái người có tiền án á, ai mà dám nhận mà đi xin việc gì cho mất công. Mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Em không có trách ai hết. Mày phạm sai lầm, mày phải trả giá. Miệng lưỡi chân tuột, uyển ngôn xảo ngữ nữa. Ngồi xuống, gạt bỏ cái rào cản trong đầu mình đi. Không, em không thể nào. Mày nghĩ như thế, nhưng chúng tao không nghĩ như thế. Thôi, sau 7 năm, mày có thể thay đổi, nhưng riêng cái tính cố chấp không thay đổi một chút nào cả.